Hai cô gái đang ngắm nhìn cơ bụng và chảy nước miếng. Đột nhiên, một sức hút mạnh mẽ, hai người bất ngờ bị cuốn vào cuốn sách mà tối qua đã xem. Cung đình Ngọc Dịch Tử, 180 một cốc bé yêu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả hai gây ra không ít tiếng động. Mọi người trong sân đều đồng loạt nhìn ra ngoài cánh cửa. Có chuyện gì vậy? Không phải nói hai người không hợp nhau sao? Hôm qua, khi Tam Đệ và Tứ Đệ đi đón dâu, hai người đã thấy nhau, còn nhổ nước bọt vào nhau nữa. Tôi thấy rồi. Người kia còn lén đá chân vào Hứa Vân. Là Hứa Vân đã lén bạn Tam Đệ trước. Người khác đang bàn tán gì thì Thần Vũ và Hứa Vân cũng không nghe thấy. Hai người ôm nhau. Thần Vũ ôm chặt eo của Hứa Vân. Đau đau đau, tôi cảm thấy eo tôi sắp cãi rồi. Thần Vũ nói lòng Hứa Vân một chút. Mắt cậu ấy đầy ánh lệ. Trên cổ là dâu tây vừa mới trồng. Chị em, tối qua bạn cũng quá nhiệt tình rồi đấy. Bạn cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Cả hai buông tay nhau, nói nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta không phải đang xem trai đẹp sao? Không biết sao mà lại thấy chóng mặt. Vừa mở mắt ra đã thấy ở đây rồi. Theo lời của Hứa Vân vừa nói xong, những mảnh ký ức rời rạc tràn vào trong đầu. Thần Vũ trường mắt nhìn Hứa Vân, "Trời ơi, mình xuyên sách rồi, giọng nói quá lớn." Một bà lão mặc áo vải thô xám bước ra từ trong phòng, mắt vừa mở ra, sáng sớm tinh mơ ồn ào làm gì? Vừa mở mắt ra đã cãi nhau, không quan tâm hai người trước đây có thủ án gì, cũng đã kết hôn rồi, sau này là người một nhà dù hai người có không hợp nhau ở nhà cũng phải cư xử cho đàng hoàng nghe thấy chưa hai anh em họ đã xuống đất rồi hôm nay hai đứa nấu ăn cả hai mặt mày ủ rũ bà lão không vui rồi nghe thấy không vào cửa nhà họ lục của tôi thì phải nghe lời tôi không thì sáng mai không được ăn cơm hai người nhìn nhau gật đầu đi về phía bếp cũng không biết sáng sớm. Làm cái gì mà điên vậy? Dùm bang làm người khác cũng không ngủ được. Mẹ ơi, giỏi thật. Nghe nói hai người gặp nhau là dung giả lắm. Nói vài câu như vậy mà. Hai người không phải lại ngoan ngoãn vào bếp sao? Bà lão nhìn thấy con dâu. Nụ cười trên mặt bà càng sâu sắc hơn. Ánh mắt bà hướng về bụng cô ấy. Cái thai này là con trai phải không? Chắc là vì tôi thích ăn chua. Hôm trước tôi còn chê cuốn sách này. Chúng ta đúng là bị chúng đạn thật. thật. Ai lại ghét chúng ta như vậy? Viết chúng ta vào một cuốn sách còn chưa đủ. Còn viết ra tệ hại nữa chứ. Chúng ta có tệ lắm không? Có nhiều người người ghét chúng ta lắm tôi biết ai mà trong chuyện chúng ta là kỳ phùng địch thủ gặp nhau là phải đấu đá sau lưng luôn ngấm ngầm hãm hại nhau bị nữ chính trong chuyện say mỏng mỏng gặp nữ chính là bị hạ trí nữ chính ngày nào cũng ăn đến tròn bụng còn chúng ta không chỉ ăn chẳng no cuối cùng còn bị đuổi khỏi nhà trở thành người lang thang cuối cùng tôi đã lang thang đến một thành phố ven biển không phải đi buôn mà là gia nhập bang phái đã đến đây rồi chúng ta nhất định có thể thay đổi mọi thứ trước hết phải xem nữ chính như thế nào được vậy không nghĩ nữa người đàn ông của bạn hôm qua có đẹp trai không tối qua tôi cũng không hoàn toàn mất ý thức chỉ là nghĩ rằng mình đang mơ cảm giác thật vui có thể làm người dễ thương cũng tốt nửa ép nửa buộc mà đã ngủ với người ta nếu mà xấu xí tôi vẫn chọn sống thanh cao xuống địa ngục hai đứa đừng có ở đây mà lười biếng đàn ông đã trở về từ việc làm rồi nhanh chóng nấu cơm đi đúng vậy phải lấp đầy bụng trước đã mẹ đồ ăn ở đâu nếu không nấu cơm thì sẽ muộn thật đấy đàn ông trong nhà vẫn phải đi làm nữa Vừa nghe thấy điều này, bà lão thương mấy người đàn ông trong nhà, lấy mấy củ khoai tây từ tủ khóa ra. Nghĩ một lát rồi múc thêm hai muỗng bột ngô, cũng lấy luôn cái hũ mỡ heo ra, cuối cùng lấy ra bảy của trứng gà. Cái này đem đi luộc, mẹ đưa cho con, mẹ cứ yên tâm, cô cũng giúp một tay đi. Khi đã về nhà chúng ta, những ân oán trước kia của hai người sẽ được xóa bỏ. Nói xong rồi mà vẫn không yên tâm, nhắc đến những tác phẩm trước đây của hai người, Cấm không được nhiều nước bọt vào nhau trong bếp. Thật vô tội mà, mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy, không có đâu. Con có phải là người như vậy không? Bà lão có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cô, vẫn tha cho cô. Cậu thật sự muốn nấu ăn cho họ, không phải nấu cho họ, mà là chúng ta cũng phải ăn, làm cả đêm lao động mà cậu không thể đói sao? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Hứa Vân, bụng liền kêu rột rột, đói quá, Hứa Vân, kiếp trước là tiểu thư quyền quý không động tay vào việc bếp núc chỉ cần đốt cười cũng thấy khó chịu nhìn tướng mạo oai phong những ngày thế này sao mà sống được hay là chúng ta ly hôn đi anh người đàn ông đó trông cũng khá nhưng cũng đã ngủ với họ rồi chúng ta vẫn nên tìm cách sống tốt cuộc đời của mình tôi nhớ trong sách nói đây là năm bảy ba chúng ta đi đâu để sống cuộc sống tốt đây không có giấy giới thiệu huyện không ra được có thư giới thiệu chúng ta cũng không có việc làm vào thành phố thành người vô gia cư nếu bị bắt thì sao thì sao Trước tiên xem tình hình đã, tìm cách khác thôi. Cậu yên tâm, có chuyện ly hôn tớ sẽ nói với cậu. Được, cậu ly hôn đi, tớ sẽ theo cậu. Ngay khi lời của Hứa Văn vừa dứt, tôi lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc, không ổn. Bị phát hiện rồi, hai cô bạn bất ngờ xuyên sách, lại còn kết hôn với hai anh em. Nếu bạn đi thì tôi cũng đi. Sao bạn lại đến đây? Mẹ nói không cho đàn ông vào bếp. Bạn đừng ở đây nữa, nên nhanh chóng đi đi. Đừng làm lỡ thời gian tôi trò chuyện với bé. Sáng nay đi xe ăn rồi, người đàn ông nói xong mà không dừng lại. Vỗ ngực, có vẻ như không nghe thấy gì. Chúng ta sau này phải cẩn thận hơn, diễn cho tốt những cảnh khó đối phó. Đừng để bị phát hiện khi ăn cơm. Cuối cùng hai người cũng nhìn thấy nữ chính trong truyền thuyết. Phùng Ngọc Kiều bị hai người họ nhìn mà mỉm cười nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Trên mặt tôi có gì sao? Nhìn cô xinh quá, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ. Cô đừng để ý. Trong lúc nói chuyện, bà cụ lục đã chi trứng cho đàn ông trong nhà. Người đàn ông sắp ra ngoài làm việc, tự nhiên phải ăn nhiều một chút. Hai người không quen với làng la là dã của chúng ta. Hôm nay không phải làm việc, ăn ít một chút. Thần vũ nhiều mày, bà lão nghĩ rằng cô không vui. Là phụ nữ không thể ăn nhiều như vậy. Lương thực này đều có hạn. Ăn ít một bữa có chết đói đâu. Thần vũ nhìn sang lục huyền bên cạnh, cầm của trứng lên rồi nhét vào miệng. Nhà lão ta mà, cô đang làm gì đấy? Của trứng này để cô ăn sao? Cô nhịn một bữa có chết đói đâu Trứng đã vào bụng rồi Bà lão nói thế nào Thần vu cũng không để ý Ngược lại còn cười rất ngọt ngào Mẹ tôi nói Trứng này chỉ có phụ nữ trong nhà mới được ăn Phụ nữ cần dinh dưỡng Thì gia đình mới thịnh vượng Ngay cả con cũng không nuôi nổi Vậy con lấy chồng về đây để làm gì Đời tôi thật khổ Bà cố ý Không muốn cho tôi sinh con Muốn cho nhà chúng ta tuyệt tự Bà làm vậy có xứng với tổ tiên không Thần vũ khóc thút thít Mọi người trên bàn đều ngơ ngác Bà Lục cũng chỉ không cho cô ấy ăn trứng gà thôi Sao lại nâng lên thành tổ tiên? thế ba lúc lần đầu gặp phải nàng dâu như vậy còn chưa nghĩ ra cách phản bác người đàn ông bên cạnh thần vũ đã sinh ra trước muốn ăn thì cứ ăn đi không ai ngăn cản đâu giọng lục huyền không cao nhưng thần vũ cũng có thể nghe rõ ràng anh ấy giống như không biết gì cả con ơi mạng của mẹ khổ quá chỉ là chuyện của một đêm từ đâu ra đứa trẻ này chỉ là nó hét to khóc rất thê thảm ông già ngồi ở vị trí chủ nhân cũng lên tiếng rồi ăn rồi thì cũng chỉ ăn một quả trứng thôi mà lần sau nấu thêm của nữa nhân lúc thần vũ không để ý hứa vân đã sớm lấy trứng của chồng mình để ăn bà lão chừng mắt nhìn qua Dựa vào cái gì mà cô ta được ăn, ngày mai cũng phải nấu cho tôi. Dù sao tôi cũng không thể thấp hơn thần vũ. Con còn muốn ăn thêm hai cái nữa. Bây giờ, các cô vợ nhà lão đại và lão nhị, còn có cô gái chưa kết hôn, Long Ngọc Kiều, đều đồng loạt nhìn bà lão. Mẹ ơi, trong bụng con còn có đứa trẻ. Mẹ ơi, con ăn không ngon. Có lẽ đây chính là lý do con không có thai. Thời gian ăn sáng thật tốt đẹp. Nhà của gia đình cố đang lộn xộn như một đồi cháo. Sinh vật lấy độc trị độc nhân cơ hội này. Chọn một cái đuôi thỏ nhiều thịt, bỏ vào bát của mình. Trong một cái vào người đàn ông của mình. Thẩm Vũ có đuôi thỏ, tôi cũng muốn một cái. Tôi không thể ít thịt hơn cô ấy. Nếu không thì tối nay đừng mơ lên giường. Nghĩ lại đêm qua xác thịt hoan lạc ấy. Lục Diệp đào nhức đến tận xương tủy. lén nhìn cha mẹ đang bị vướng víu, còn một chân cũng bị kéo đi. Âm thầm đặt vào bát của Hứa Ngân hoa. Tình chị em thấu hiểu lòng nhau, hai người nhìn nhau một cái, rồi sau đó cả hai quay đi, không thèm nhìn nhau, ăn phần của mình, hai người không cần giao tiếp gì cả, cứ âm thầm giữ nguyên tình trạng không hòa hợp này. Ăn no xong, thấy sắp đến lúc phải rửa bát, cô ta ôm bụng, ôi trời, tự dưng đau bụng quá, nói xong liền chạy ra ngoài, nấu ăn mà bỏ nhiều dầu thế này, cô ta không đau bụng thì ai đau bụng? Sống như thế này, không có tính toán gì cả, đồ đàn bà phá cuộc. Bên này thần vũ đã chạy về, vừa về đến phòng mình, mua xuống giọng của hứa nhân vang lên từ bên ngoài, anh thần vũ đừng không trốn tránh mau ra đây đừng giả vờ không có ở nhà mở cửa mau lên sao cậu lại đến đây bà bảo tôi rửa bát tay này là tay cầm bút vẽ đây người ta nói bạn không tắm tôi đi gọi bạn mắt của bạn không thể thế này được chứ cũng không có điện thoại thậm chí không có cả bóng đèn đáng, đáng sợ nhất là nhà vệ sinh bạn nghĩ xem thật khó xử chưa nói đến chuyện khác anh em nhà họ lục của thật chồng cũng không tệ vậy thì tôi cũng sẵn lòng trở về hiện đại có tiền có thời gian có tự do sao lại không được chứ cô sẵn là không ở lại vì trai đẹp bà cũng không hẳn cuộc sống tốt vẫn quan trọng hơn dự án mà mẹ cô giao cho tôi sắp có lãi rồi mẹ kiếp biết không ai đâu bác đến thế đưa chúng ta vào sách lại còn sống khổ như vậy trước đây tôi có đọc vài tiểu thuyết xuyên không xuyên sách trùng sinh mọi người đều có mang bảo vật không gian cậu thử gọi trong đầu xem miệng của hứa âm đã ngậm lại thần vu cũng đã hô hoàn trong đầu nửa ngày không có phản ứng gì có bảo vật gì trên người không nhỉ ví dụ như ngọc bội hay vòng tay có cần nhỏ máu không hai người đã tìm Tìm quanh, chả có gì, chỉ nhìn nhau, chỉ còn lại sự thất vọng. Mấy cô gái phung phí dùng nhiều dầu như vậy, bà bán dầu thì lại nhanh nhỏ. Cô gì mới nấu ăn rất ngon, cháu cũng ăn nhiều lắm cho thấy mùi thơm làm bà chảy nước miếng rồi chả đáng gì cô bé ngốc nghếch mau đi làm việc đi cò heo của nhà lão đại cô đi rửa chén đi với lại quét sân luôn thần vũ và hứa Văn nhìn nhau một cái hai người cố làm như không thấy gì đây đều là những việc họ không thích làm bà lão đã quát hết mọi người rồi nhìn long mọc dao mặt mũi đã khỏe hơn nhiều ngọc kiều nhớ lấy nước khi đi làm nhé đừng để nóng chờ hai đứa lười về tôi đã bảo chúng nó nấu chút nước đậu xanh gửi ra đồng cho bạn nếu mệt thì làm ít điểm công cũng được. Về nhà, chúng ta sẽ học hành cho tốt, đi dạy học ở trường. Cảm ơn mẹ. Đúng là chúng ta là những cô gái tiêu xài hoang phí, đồ lời biếng, đối diện với Long Ngọc Kiều chị ăn mà chưa làm việc. Đó chính là Ngọc Kiều. Ba già này thật biết xem mặt mà đối xử. Phải nghĩ cách sống ở đây thôi. Trước tiên làm quen với môi trường này đã. Trong sách có đoạn này, trường tiểu học mới xây trong làng đang tuyển giáo viên. Long Ngọc Kiều là người từ điểm thanh niên trí thức ra. Cô ấy còn hiếm khi học đại học, chỉ là chưa học xong, mới học năm 2 đã phải về nông thôn. Nhưng như vậy cũng cao hơn học vấn của phần lớn mọi người. Thêm vào đó, cô ấy là nữ chính, ngoại hình cũng dễ thương, rất suôn sẻ mà trở thành giáo viên. Mỗi tháng đủ điểm không nói, còn năm đồng nữa. Ở nhà Lục có địa vị rất cao, nếu không thì chúng ta cũng thử làm giáo viên. Tôi nghe tiếng trẻ con ô nào khó chịu. Để tôi làm giáo viên, tôi phải sống ngắn hơn vài năm. Vậy tôi đi thử xem, tôi nuôi bạn. Thần Vũ và Hứa Vân đang lên kế hoạch cho tương lai. Trong bếp, Enzo Hai, Lý Bình, không cam lòng rửa bát. Cậu nói chúng ta có xui xẻo không? Lý Bình nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Vương Hoa, Kết cái sự chậm chạp của cậu ta thật như một khúc gỗ ý tôi là trước đây đều là chúng ta nấu ăn rửa bát quét dọn còn phải đi làm nữa cô gái mới về đây con nghĩ có người chia sẻ công việc với chúng ta không ngờ vẫn chỉ có hai chúng ta cuộc đời tôi khổ quá mang bầu mà vẫn phải rửa bát cơm là nhà ba và nhà tư nấu chúng ta rửa bát quét dọn cũng là đúng thôi lý bình nghe câu này trong lòng cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải rồi chết tôi không thể nói rõ với bạn vương hoa không hiểu cô ấy thấy rất rõ ràng món ăn do lão tam và lão tứ làm vị rất ngon người lớn và trẻ nhỏ đều rất thích đến cả mùi thịt dính trên nồi cũng bị bọn trẻ lau sạch bụng bằng bánh bao rồi có gì mà không công bằng chứ cậu có cảm thấy dương Ngọc kiểu này trông quen quen không liệu nữ chính trong cuốn sách có phải là người viết sách này không người này chắc chắn ghét bọn mình không đợi hứa vân trả lời bên ngoài có tiếng động lục huyền tới rồi vừa nghe thấy hứa vân lập tức chỉnh lại dáng vẻ lời biếng câu mày một cái cậu không đi sao tôi phải đi cậu thích đi thì đi rồi thì lúc nãy đừng ăn cơm tôi nấu tôi ăn thế nào khi tôi xào thức ăn tôi đã nhổ nước bọt vào đó đi đến cửa bị vào nhà Trong lòng cảm thấy rất phức tạp Thôi, hình như tối qua cũng đã ăn nước bọt của cô ấy rồi Cô gái xuyên không vừa đến đã lấy được chàng trai đẹp Nhưng tất cả tài sản của chàng trai chỉ có 13 đồng Thần Vũ nhìn khuôn mặt đẹp trai này Không thể nào vui nổi Đây là toàn bộ tiền bạc sao Chẳng có phân chia gì cả Phần lớn tiền bạc và lương thực đều ở trong nhà Trong nhà, em tự do mua sắm gì cũng được Mẹ của anh không muốn cho em ăn cơm Cũng may là nhờ có anh tốt bụng Nếu không làm sao em có thể ăn no được Em còn muốn chăm sóc sức khỏe cho tốt hơn sớm có con của chúng ta lục huyền nghe giọng dịu dàng ấy cảm thấy tim mình tê dại cả nửa người cũng tê liệt sau này trứng của tôi sẽ để cho em ăn sao người này thật thà thế tôi chỉ nói đùa thôi không có ý gì đâu em ở nhà nghỉ ngơi đi anh đi làm đây đàn ông đều đi làm hết rồi bà lão không chịu nổi nữa rồi người trong nhà không làm việc cô đi giặt hết quần áo của họ đi cô đi nấu chút nước đậu xanh một lát mang ra đồng cho họ đi nhà của người lớn ôi mẹ ơi bụng con đau con không chịu được phải vào trong nằm một chút giả vờ mù từng đứa một đều là lời biếng sinh ra mẹ à. Con vừa mới gả về đây, con còn chưa quen với làng mình. Thế này, con sẽ nấu một ít nước đậu xanh mang cho Tam ca. Lúc đó mẹ cũng uống một chút để giải nhiệt nhé. Bà Lục sáng sớm đã bị cô ta làm phiền cả buổi. Giờ nghe cô ta nói mấy lời này, thực sự cảm thấy có chút lạ lùng, thậm chí còn hơi bất ngờ. Mấy người vào bếp, bà lão Lục lấy ra một ít đường phèn. Thần Vũ nhìn vào đống đường đáng thương đó, mẹ, nếu mẹ cho đường thì cho nhiều vào một chút, không thì mẹ cho ít như thế này thì phí quá, cũng không nếm ra được vị gì. Thật sự là như vậy rồi càng nhiều càng tốt mọi người trong nhà đều cảm kích bà lục quay lại lại lấy thêm vài miếng kết quả là bếp quá nóng mẹ ơi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi bà lục vừa đi vừa cảm thấy hối hận không hiểu tại sao lại bị cô ta mê hoặc chỉ vì cái mặt đó thôi lại bị con hồ ly tinh đó lừa rồi cậu thật sự còn muốn nấu nước đậu xanh cho họ một lúc nữa chưa chắc đã về được cũng không thể làm ăn vẫn chưa tìm ra lối thoát không thể đắc tội với mọi người ít nhất cũng phải đánh người ta tát một cái rồi lại cho kẹo ngọt có lý lửa tát rồi tôi đi kêu bà lão nhóm lửa bạn cố gắng chịu đựng một chút đừng có đánh người ta mẹ cô dạy cô như thế nào vậy còn không biết nhóm lửa nữa đã về nhà tôi rồi vậy chẳng phải còn đuổi cô ra ngoài sao không biết chưa từng gả cho nhà khác hay là thử xem bà lão lục không biết nói gì mẹ ơi danh tiếng của bà ở làng chúng con ai cũng nghe nói nếu bà không tốt mẹ con cũng không gả con qua đây thật sự nghe rồi đó là đương nhiên rồi nghe thì tiếc là tiếng xấu nói chửi người ta thì ghê nhất không nói lý lẽ nếu không thì lục tuyển cũng không đến nỗi như vậy, trông đẹp trai như vậy, còn chưa kết hôn, ba lục còn tưởng là tiếng tốt, trông mặt dạng dỡ như vậy, đó là chuyện ai cũng biết ở mười dặm tám thôn. Tôi đã sinh được bảy thằng con trai mà, mẹ thật giỏi, thần vũ khen ngợi như vậy với một gương mặt đẹp như vậy, bà cụ lục cảm thấy rất tự hào, bà đi bộ với cái đầu ngẩng cao, bà cụ tức giận lắm rồi, thần vũ đứng bên cạnh rất ủng hộ, mẹ thật là giỏi, hai đứa con ngồi đây nghiên cứu nửa ngày mà vẫn không làm được, nhưng mà cũng phải xem mẹ là ai chứ, mười dặm tám thôn ai mà không biết mẹ, hai con gả vào nhà này là hưởng phúc rồi, nhà chúng ta ta ngày tháng tốt nhất, người khác không bằng được, không ai sánh kịp đâu. Xem kia, Hứa Vân nghe còn thấy sốt ruột rồi, cười mà nhìn, bà Lục, bà ơi, con nghe nói rồi, nhà mình làm ăn khẩm khá. Thế bà có thể cho con 200 tệ mà không cần lý do được không? Cho con vui một chút. Bà Lục nghe rất vui, nhưng nghe đến đoạn sau thấy có gì đó không đúng. Bà quay đầu nhìn thần Vũ với vẻ kinh ngạc, ánh mắt chân thành của thần Vũ chạm vào mắt bà. Hai đứa ở nhà nấu ăn cho ngon, mẹ con việc phải làm, mẹ đi trước đây. Bà cố vội vàng rời đi, sợ rằng nếu chậm chút sẽ bị thần vật cuốn lấy. Được rồi, hết phiền chưa? Bái phục. Thả giết tôi đi còn hơn. Bà già nhà họ lục tỉnh ra rồi. Con bé này thật là tinh quái. Lúc đưa cho cha và chồng cô, đừng quên mấy anh em họ nữa nhé. Còn nữa, đi tìm mọc kiều đi. Anh ấy là người ghi điểm, cũng gửi cho anh ấy ít đồ. Cô ấy là cô gái đến từ thành phố, không giống như các cô. Trời nóng chịu không nổi, nghe chưa? Không nghe thấy. Mẹ, con vốn định gửi cho Ngọc Giao đấy. Cái gì gọi là anh ta và chúng ta không giống nhau? Tất cả đều là những người giống nhau. Chúng ta ba đều gần bằng tuổi nhau mẹ nói vậy làm tôi tổn thương quá con không đưa nữa muốn uống thì về nhà mà uống không nói với mẹ nữa con đi mang nước cho anh ba bạn có đi không không đi thì tôi cũng không gửi đàn ông cho bạn đi lấy một cái bạn nhớ nhé thần vũ không gửi tôi cũng không gửi bà lão nhìn hai người có dáng cao gầy mắt mở to hai người thật sự là thù đề cà sao mà tôi lại đứt chết như vậy đều là lỗi của tôi hai đứa con gái lớn lên ở làng có thể so với mấy cô tiểu thư thành phố sao bây giờ công việc của người ghi điểm cũng ổn phép không trách được khi đi cầu hôn cho lão tam và lão tứ bố mẹ nhà họ đều không giấu nổi niềm vui nếu tôi có cô con gái như vậy cũng muốn sớm cả đi người phụ nữ xuyên không vừa đến đã bị quấy rối cả đêm mẹ chồng đứng trước cửa chửi bới rằng đời trước là lợn đầu thai mấy rau rồi mà vẫn chưa dậy thế này thì đúng là con dâu không tôi lại gặp phải hai bà lão cuộc đời tôi thật khổ mẹ ơi con có làm chậm trễ công việc đâu là con không muốn dậy mẹ không hỏi con trai mẹ tối qua làm gì sao con biết rồi mẹ mẹ ra rồi còn con và anh ba thì không Mẹ phải hiểu cho Người trẻ Có ai mà mẹ sáng sớm đã nhìn chằm chằm vào phòng con dâu chứ Cái con hồ ly này suốt ngày chỉ biết quyến rũ con trai tôi Ăn tối xong Chị dâu Lý Bình đang phê bình thần vũ và hứa huyên ở trong sân Em dâu thứ ba và em dâu thứ tư rửa bát vào buổi tối Hai người rửa đi Cũng không phải là chị dâu ước hiếp các em Bụng này có con cháu nhà lục Không tiện Chị dâu cũng đã rửa bát nấu ăn nhiều năm rồi Bây giờ đến lượt các em Các em nói có phải không Người ta còn tưởng chị dâu Đứa con trong bụng chị là của em đấy Cô nói gì thì vậy em nói không đúng sao chị đã lời biếng cả ngày mà không xuống làm việc đến lúc rửa chén rồi mới bắt đầu nhớ ra mình mang thai nếu đứa con là của em em đi rửa đây nếu không thì ai thích đi thì đi em thì không rửa đâu nếu không thì ngày mai em sẽ không nấu ăn nữa dì ba nấu ăn ngon đàn ông ra ngoài phụ nữ ở trong sắp xếp rõ ràng mẹ ơi tháng này con lớn rồi đây là con cháu nhà lục thần vu đã tức giận chỉ kéo nhẹ một chút lục huyền là cháu thứ hai của nhà lục cũng là con trai của đại ca nếu không để đại ca rửa cũng được con nói lung tung gì thế đại ca là con trưởng của nhà chúng ta làm sao có thể xuống bếp rửa bát được chứ không được lão tam cậu đang nói gì vậy làm sao tôi có thể rửa bát vậy thì anh phải phân công rõ ràng hơn không thể cứ để vợ em bận rộn mãi như vậy mới cưới được một ngày thôi mà lão tam đã bắt đầu bênh vực vợ rồi Quả là một con hồ ly tinh. Các con thay phiên nhau nấu ăn. Nhà lão đại và lão nhị cùng làm. Huyền Vũ Linh nhìn về phía Long Ngọc Kiều. Không nói gì, nhưng Long Ngọc Kiều thực sự có linh cảm không lành. Của nhiên là vậy. Lý Bình nghe xong sắp xếp này, cũng nhìn Long Ngọc Kiều. Mẹ ơi, vậy Ngọc Kiều phải làm sao đây? Không nói đến Ngọc Kiều. Chẳng phải nó chưa phải con dâu của mẹ sao? Con cưới Tiểu Vũ rồi. Nó còn đi làm ở trường học. Cũng đâu phải chỉ để nấu cơm rửa bát. Mẹ nói vậy là sao? Bọn con sinh ra là để nấu cơm rửa bát sao? Lúc ăn cơm cũng đâu thiếu chị ta. Lữ Bình tuy không thích thần vũ, điều này sẽ làm mọi người tỉnh ngộ, phát hiện ra người thật sự không làm việc là Long Ngọc Kiều. Thậm chí điểm của chị ta cũng là tự mình ghi. Lúc ăn cơm cô ta cũng ăn, dựa vào gì mà không làm việc? Theo tôi, tất cả đều phải làm. Cô ta chỉ làm công việc tính điểm, chẳng lẽ còn mệt hơn nhà lão nhị? Bất ngờ bị gọi tên, Vương Hoàng nghĩ một chút, cũng nói rằng công việc của tôi thật sự mệt mỏi. Hơn nữa, Ngọc Kiều cũng không thường xuyên cung cấp lương thực cho cung điện. Chồng em làm việc ở huyện và em em cũng không trốn tránh việc nộp tiền cho cung điện nhìn mọi người đều đang nói về bản thân họ phùng ngọc kiều cảm thấy như vậy không ổn mình đã trở thành mục tiêu của mọi người rồi mọi người đừng tức giận khi con không bận thì cũng nấu nướng rửa bát cũng được thế thôi con đi giúp họ anh ba cảm ơn chồng sau này có việc gì cứ để tôi làm đợi một lát người có nghiện ăn lớn từ này lục dạ lần đầu nghe thấy phản ứng mãi mới hiểu nửa hiểu nửa đoán ý thức được âm thanh đang nói gì tôi không có tôi rất mạnh mẽ chỉ mới bắt đầu tôi tối nay sẽ chứng minh bản thân chị dâu sau này có thể để chị nấu ăn không di cả và mẹ con nấu ăn không ngon cũng không cầu kỳ ăn chỉ cần no bụng là được em trai em gái nấu ăn thật sự ngon tôi cũng thích ăn tôi thì không giống như dì ba chịu khó cho dầu món ăn cũng ngon vậy từ giờ tìm gì ba nấu ăn nhé tôi nấu ăn thì cũng làm được thôi nhưng tôi cũng cảm thấy món của chị ba ngon hơn chị cả không giỏi nấu ăn đó là lời của long ngọc giao y bình đúng là đã trừng mắt nhìn cô ấy tôi làm việc cũng chẳng tốt gì vậy thì chuyện nấu nướng này sau này cứ giao cho chị dâu ba đi tôi không làm nữa sao chị lại giận em người bảo em nấu ăn giờ cũng đâu phải là chị là con vịt kia mà tất nhiên chị cũng thấy em nấu không ngon nhưng em bảo ra chuyện nấu nấu ăn cho anh cũng không phải là không được anh nấu ăn còn em rửa bát, dọn dẹp rồi đi ra ngoài cậu nấu ăn tốn nhiều dầu quá, còn tốn lương thực nữa không được mấy người nấu ăn không ngon mới là lãng phí lương thực ăn con đi chị dâu nấu ăn cứ như phá hỏng hết lương thực vậy xin lỗi cho mồ hôi tôi đổ hàng ngày ngoài đồng anh hai anh ba mọi người nói có phải không còn cha cha cũng nói gì đi mấy anh em khác đều gật đầu nhẹ vợ tôi nấu ăn ngon mà bà cụ lục còn muốn nói gì đó nhưng bị ông cụ ngắt lời sau này việc nấu ăn để nhà thằng ba và thằng tư nhà thằng cả và thằng hai lo rửa bát, dọn dẹp bếp và sân. Lý Bình muốn hỏi thêm, sao lại bắt nhà ta quét dọn sân chứ? Đừng thấy Bình thường bà cụ mù hung giữ với bà Lục. Thật ra người nắm quyền trong nhà là ông cụ. Ông ấy nói, làm con dâu như bà ấy thật sự không dám tranh cãi. Vậy phiền chị dâu làm luôn bữa cơm hôm nay nhé. Một lát nữa tôi và Tam Ca phải đi huyện thành. Nói rồi cô ấy cười tươi nhìn Long Ngọc Dao, chỉ Lục Chi Thanh. Hôm nay tôi bận, anh vừa nói lúc rảnh sẽ giúp mà. Tôi nghe mẹ nói rồi, công việc của anh tử tế, cũng nhan là công việc tốt nhất trong làng sau này còn làm giáo viên ở tiểu học nữa. Anh vừa có học thức lại vừa tốt bụng. Hôm nay việc của Vương chỉ thức xin nhờ cậu. Tôi đã bao giờ nói là không đúng đâu. Tôi cũng không có ý đó. Tôi chỉ là muốn khoe, khoe một chút Vương Ngọc Kiều mọi mặt đều tốt, nhưng không có ý bắt cô ấy rửa bát. Hồng Chi thức, cậu sẽ không từ chối chứ? Nụ cười trên mặt Long Ngọc Kiều sắc không giữ nổi rồi. Thái độ của Phi Phi thần vũ rất tốt. Nhìn cô ấy với vẻ thất vọng như vậy, như thể cô ấy đã làm sai điều gì đó. Bây giờ cô ấy có chút khó xử, cảm nhận ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Vương Ngọc cười dịu dàng, nhỏ năm, cậu nói gì vậy? Hôm nay cậu đi làm đi, tôi sẽ rửa bát cho xong. Đôi bạn thân xuyên không gả vào một gia đình. Chính trị chồng không phải chuyện gì to tát. Anh không chịu xin lỗi à? Ly hôn thì ly hôn. Sĩ địch, đừng trách anh. Vợ ơi, anh sai rồi. Mua nhiều đồ như vậy, lãng phí tiền. Mẹ đây là những thứ con mang về nhà mẹ đẻ ngày mai. Con đòi mẹ trả tiền. Mẹ con đã nói rồi, bố là người keo kiệt nhất. Nếu qua về nhà không đủ ý, mẹ con sẽ mắng bố tận cửa. Cũng có thể bà lại đưa con về. Lúc đó tiền xính lễ không trả lại cho bố đâu. Con dâu phá ra chi tử, cũng không biết nó đã tiêu của con trai ta bao nhiêu tiền rồi. Mẹ nói gì thế? Nếu con không tiêu tiền của con trai mẹ, mẹ muốn con đi tiêu tiền của người đàn ông khác à? Không tiêu tiền của con trai ta thì đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà đi tiêu tiền của người đàn ông khác thì cũng không ổn. Thấy chưa? Mẹ cũng không thích đúng không? Anh ba cũng không muốn. Chỉ muốn con tiêu tiền của anh ấy Phải chăng anh ba có vợ rồi Mà quên mẹ Người giúp việc đặt đồ xong định tìm hứa doanh Nhưng tìm một vòng mà không thấy Hứa doanh đợi gì Bà cô đi đâu rồi Bà Tư và ông Tư lên núi rồi Di sinh gái Di định lên núi tìm gì Tư để cãi nhau à Không phải đâu Con nghi ngờ Di lên tìm gì ấy thôi mà Con không hiểu Sao di sinh gái lại đáng sợ vậy Di có thể đừng nói chuyện với chú Tư được không? Mẹ con nói, chơi già già không được, không thể tự mình chơi đâu. Cô ra ngoài, thấy Lục Huyền đứng ở cửa, ngọt ngào gọi một tiếng. Anh ba, em muốn lên núi xem thử. Núi nguy hiểm đấy, có sói, lợn rừng, rồi cả rắn độc nữa. Anh không muốn đi cùng em à? Lục Huyền thắng trước, em trai anh đều dẫn hứa âm đi rồi. Anh không đi chẳng phải là thua kém anh ấy sao? Lục Huyền nhìn cô, mắt ánh lên tia lệ, giống như anh đã phạm phải tội lỗi trời đất không dung tha. Bất lực nói, vậy đi thôi. Nước mắt trong mắt thần vụ biến mất ngay lập tức. Mánh khóe của trà xanh này của là hiệu quả. He hê hey. Mẹ và dì ba lên núi tìm đánh nhau với cậu tư rồi. Còn dẫn cả chú ba đi nữa. Chẳng lẽ, dì ba và chú ba đánh nhau với cậu tư và chú tư? Số lượng không phải là đối thủ quả. Hai người lên núi không lâu, thì đã vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Nhanh đưa súng cho tôi hứa âm đã bắn trúng con lợn rừng nhưng không bắn trúng con lợn rừng nâng viên đà ném về phía nó hứa âm xác nhận con lợn rừng đã chết cũng thở phào nhẹ nhõ người có vẻ hơi hoảng hốt hình như cánh tay cũng bị thứ gì đó cào xước thần vũ cũng sợ đến ngay người cậu ta không mạnh bằng hứa vân đâu nhìn từ xa hứa vân ánh mắt sáng rực chồng sợ đến toát mồ hôi lạnh anh tôi không có ở đây anh tưởng rằng hôm nay chúng ta sẽ chết ở đây rồi vợ thật giỏi thật là không thể nhìn nổi cái ông chồng nhỏ nhắn này không có chuyện gì đâu, em còn chưa kịp sợ hãi. Đã bị hứa vân làm cho sững sờ rồi. Của nhiên là anh yêu của em. Anh ba, anh thật sự rất đẹp trai, em thích. Sao vậy? Anh ăn chưa chưa no, em định vào sâu trong một chút. Bảo, xem có bắt được con thỏ nào không? Chim rừng gì đó nướng ăn. Không ngờ lại làm động một con lợn rừng đi tìm thức ăn. Đang trong mùa động dục, nó lao thẳng về phía chúng tôi. Còn lại là những gì anh vừa thấy. Anh ơi, con lợn rừng này làm sao bây giờ? Chẳng phải nên hỏi cô ấy sao? Là cô ấy bán đấy. Không thể để công lao của bạn gái mình bị cướp mất. Dù là chồng mình cũng không được. Mọi người nhìn chằm chằm con lợn rừng suy nghĩ một lúc. Ngoài việc ăn, lợn rừng còn có thể làm gì? Cũng có thể mang đến trạm thu mua. Ở mua loại này, còn có thể mang đến chợ đêm. Con lợn rừng lớn như vậy, kéo về nhà không thể giấu được. Chắc chắn cả nhà sẽ ăn. Ngoại trừ thần vũ, tôi không muốn người khác chiếm lấy thành quả của tôi. Cũng có thể cộng thêm lục diệp vào. Mang đi chợ tự do, đổi lấy tiền. Con heo này cũng có công của chồng cậu. Lúc đó bán được bao nhiêu tiền tôi chia cho cậu ngày mùng 1 tháng 3. Tôi không muốn chiếm lợi của cậu. Đừng hòng chờ tôi trả ơn cậu. Hứa Văn là kiểu phụ nữ lạnh lùng, uy quyền và ngoại hình của thần vũ hoàn toàn tương. Phản lại, khi nói chuyện, người ta lạnh lùng và còn tỏ ra không thân thiện. Chồng cô đều nghĩ cô ta đang giận. Chỉ có thần vũ biết rằng cô ấy đang cho mình tiền thôi. Hừ, ai thèm nợ ân tình của cậu? Đến lúc đó hãy trả tiền cho tôi. Lục Huyền và Lục Diệp khiêng con lợn dừng đi giấu. Thần vũ cầm cái bánh vừng nướng như báu vật giấu đi. Này, hôm nay mua ở huyện đấy. Thêm thịt bò nữa cậu thử xem hứa vân cũng đói lắm rồi ngửi thấy mùi thơm cô ấy cắn một miếng lớn cả người đều thấy thỏa mãn tôi để nguyên đường về nhà vẫn còn nóng chờ cậu về ăn không ngờ cậu lại không ở nhà bây giờ chắc là không còn ngon lắm đâu ngon Cả đời này tôi chưa bao giờ thấy món thịt không ngon như vậy. Thần Vũ nhìn cô có chút thương cảm, chúng ta cũng đi tìm thử đi, rồi bán mua thịt ăn. Lý Ngọc Giao không phải cũng tìm được trên núi này sao? Người viết cuốn sách đó rất yêu quý cậu ta, không chỉ với ai cũng ghét như Lục lão thái, mà còn tốt hơn với cậu ta. Đối với con cái ruột của bà ấy, thậm chí cả trong nối Mọi thứ đều xuất hiện trước mặt cậu ta Sẽ không có gì nguy hiểm đâu Mà còn biết chúng ta đáng ghét như vậy nữa Cậu nói Long Mọc Kiều Có phải là phiên bản nâng cấp của một người chúng ta biết trong đời thực không Viết chúng ta cả hai lại khổ sở lại đáng thương Bởi vì nhân vật chính là chính anh ta Nên viết tính cách lại tốt Ai cũng thích anh ta Vẫn là một ngôi sao may mắn Con lợn rừng bị thương sắp chết đó Đều có thể tự chạy đến chân anh ta Hứa vân nhiều mày Anh ta đánh đấm được Chuyện cần động não thì anh ta không được. Nghe thần Vũ nói như vậy, cũng cảm thấy có khả năng rất lớn. Nhưng mà tôi không biết ai tên là Long Ngọc Kiều. Thần Vũ vừa định nói gì đó, thì từ phía trước truyền đến một tiếng gọi. Vợ ơi, trốn đi. Hai người nghe thấy tiếng gọi thì lặng lẽ tách ra. Cách xa nhau một chút, ai nấy đều hôi. Vừa về đến nhà, tất cả mọi người đều nhìn về hướng của họ. Danh Nhi là người đầu tiên chạy tới, nhìn con sói cáo, Hờ Doanh lại nhìn vào mắt Thần Vũ, hai mắt đầy sợ hãi. Dì Tam, vì thực sự đã đi lên núi sau rồi sao? Dì tứ bị thương rồi. Ôi trời, tứ muội chảy máu rồi. Tam muội, cô thật quá đáng rồi. Sao cô lại đánh người ta như thế? Đánh thì đánh thôi. Sao nào, hai chúng ta đâu phải mới cãi nhau lần đầu. Con cao lớn thế kia, lại không đánh lại nó. Hứa Vân không để ý đến nó, đi thẳng vào nhà. Bà Lục cũng không tức giận, hỏi cô ấy có phải đánh rất mạnh hay không Mỗi nhát dao đều trúng đích. Sao anh không gan ngăn một chút? Lao tứ cũng đâu phải là đối thủ của lão tam. Hai vợ chồng các người thật đáng thương. Người khác đều hỏi lung tung đủ thứ. Chỉ có Long Ngọc Giang nhìn thần vũ trầm tư suy nghĩ. Đôi bạn thân xuyên sách kết hôn với một gia đình. Trông là cái gì mà lề mề thế? Tìm chỗ ngủ. Hôm nay anh ngủ với cậu. Không được, anh phải ngủ với vợ anh. Cậu à, cậu nói xem chúng ta ly hôn rồi làm sao kết hôn với nhau nữa? Cậu đã nghĩ ra kế hoạch rồi. Lúc đó tôi tìm một người độc thân. tôi sẽ cưới người đó. Tớ coi cậu là mẹ đấy. Hai chúng ta vẫn là một gia đình. Chị dâu, tại sao chị lại đối xử với nhà anh Hứa Vân như vậy? Không thích thì không thích. Có bao nhiêu cái tại sao đâu. Lục Diệp bất lực nhìn vợ mình. Từ nhỏ đã như vậy rồi, quên mất lý do rồi. Trời ơi, đây là bao nhiêu năm thù hận tích lũy lại vậy? Người phía trước là vợ của Lục Lão Tam phải không? Xinh đẹp thật đấy. Phải rồi, hai người ngồi gần nhau, hai cô dâu mới này đều đẹp. Lục Lão Tam tính tình nóng này, vợ anh ta trông có vẻ hiền lành. Chỉ không biết có bị bắt nạt hay không. Vợ của Lục Lão Từ trông có vẻ nóng tính đấy. Nhìn nhầm rồi, hai người đều nóng tính hôm qua nhà lục còn có tin là cả hai rất đáng yêu Vợ của lão tứ còn bị thương nữa. Đến đại hà thôn rồi, người trong làng kinh ngạc, hai đứa trẻ này sao lại có thể cùng đi một chiếc xe? Nhà của chúng nó, một đứa ở hướng đông. Xe của cậu dừng ở đâu thế? Dừng sai rồi, hai bông hoa của làng chúng ta sẽ không vui đâu. Hứa Vân, cậu và lão tứ cầm cùng một thứ. Wow, có thể được như vậy sao? Mẹ mày và em gái mày còn tốt hơn mẹ của thần vũ nhiều. Thần vũ và Hứa Vân nhìn nhau, cả hai đều hơi bất lực. Không trách từ nhỏ đến lớn hai người không ưa nhau. Người trong làng này cũng là những người có công lớn. Cuối cùng, xe bò dừng lại ngay Giữa làng. Vừa đến nhà họ thẩm, một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi đi tới. Chị, chị đã mang món ngon gì rồi? Nhìn thấy những chiếc bánh rán trong giỏ, em hơi thất vọng. Chị về nhà mẹ đẻ mà mang cái này về. Chị không nói là sẽ mang gà quay về cho em sao? Thần Vũ cùng chồng đi vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Một bà lão gây gò ngồi bên giường. Nhìn thấy thần Vũ trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đục ngầu sáng lên. Là con đến thăm ta à? bà nội à đây là người cháu lấy đấy vâng bà nội bà xem thử xem thế nào đẹp trai đây hợp với cháu bà thích con gái và con trai đẹp đấy thần vũ để lại cả bánh rán và bánh quy bơ trong phòng bà cụ cái này có dầu mỡ bà ăn đi đừng để bị lấy hết hắn ta còn muốn nhìn chằm chằm vào người già để ăn trước nữa đây bên ngoài có tiếng động tiểu tam con về rồi à sao con lại đến đây trước nhưng cái tên gọi này là gì vậy con thứ ba thì gọi là bé gọi là bé thứ năm không được à con bé thứ ba nhà chúng tôi được ở nhà anh không làm việc gì cũng là do tôi đào tạo nó nó là một tay nghề giỏi Cái này mẹ em mai mối cho Mẹ em thật tuyệt vời Bà ấy đối xử với con trai tốt hơn là với em Giờ thì thái độ của bà ấy đối với con rể cũng tốt hơn là với con gái ruột của bà ấy Thật đáng xấu hổ Mẹ em rất tốt Nếu không tốt Con hãy nói với ta Ta sẽ dạy bảo nó Thần vũ rất tốt Không cần dạy dỗ Lục huyền cao lớn Nét mặt góc cạnh, sự không vui rõ ràng khiến người ta sợ hãi. Nụ cười của cha cố đột nhiên cứng đờ, không nhắc đến những điều đó nữa. Hai cha con ta vào nhà nói chuyện, Tiểu Tam đi giúp mẹ nấu cơm đi. Con nói chuyện với chị con một chút đã, nói nhanh đi. Chị con còn việc, phải lo nước. Chị, chị chỉ mang có mấy cái bánh rán đến thôi à. Anh rể keo kiệt quá. Thế hồi đó, chị còn chẳng bằng lấy thằng thanh niên trí thức ở quê kia nữa, phải không? Chị khóa lại những bước chân xoay tròn trước mặt. Lục Huyền hoàn toàn không nhận ra. Chị, sau khi chị lấy chồng, anh ấy đến thăm mấy lần rồi, em cảm thấy anh ấy vẫn thích chị. Anh rể keo kiệt như vậy, không thì chị thích ăn thì ăn, không thì thôi, tôi đi bận rồi, chị giận em làm gì vậy? Thần vu cũng không vào bếp giúp. Cô ấy ngồi bệt súng vút phe một con chó con, lớn tuổi như vậy rồi, đã lấy chồng rồi, sao còn ở đây chơi với chó? Nhanh vào bếp giúp mẹ đi, giúp chị giàu một lúc đi. Vào bếp không chỉ có mẹ mà vợ của anh hai cũng ở đó còn cả chị cả nữa tất cả đều bận rộn trong bếp em ba em về nhà đẻ mà không mang theo tí thịt nào à mẹ chồng em không cho nếu không hài lòng thì để em mang những cái bánh ngọt đó đi hoặc là các người đi tìm bà mẹ chồng em mà lý luận đi ai mà không biết bà ra nhà họ lục chửi người có thể làm cho nóc nhà bay mất đi tìm bà mà lý luận đừng nói là các cô gái trẻ ngay cả mẹ của em gần bằng tuổi bà ấy cũng còn do dự hoặc là em đi mời mẹ chồng tôi qua đều là việc nhà cũng chẳng có gì tò tát không cần đâu con ở đây nấu ăn đi mẹ ra ngoài một lát mẹ đẻ không cần đoán cũng biết chắc chắn mẹ cô sẽ đến nhà bà ngoại để lấy đồ cô ý gọi to cái giỏ mẹ chồng con còn bảo con mang về mẹ đừng có cất nữa không tìm thấy mẹ chồng con sẽ đích thân đến tìm mẹ con bé này nói linh tinh gì thế nhà không có gì ăn đâu mẹ mang ra cho lát nữa chúng ta ăn chung được rồi mẹ tốt nhất anh ba cũng thích ăn bánh giáng. con bé này hình như có gì khác rồi Thật ra con gái hay thay đổi. Em gái, sao thế? Có phải bị người yêu bắt nạt không? Anh ấy không tốt với em à? Anh ấy trông cao lớn và dữ dằn. Thần vua đối mặt với cô chị lớn tốt bụng này. Không có gì phản đối. Thật không? Anh ta trông không phải là người dễ đâu. Nếu anh ta bắt nạt em, em nhớ phải nói. Đừng giấu diếm. Nghe rõ chưa? Em biết rồi chị. Cho đến nay... Người đàn ông này thì không có gì để chê trách Sau này thì ai mà biết được Nhưng mà nói với nhà họ thì chắc chắn là vô ích trong sách anh cả của cô ấy kết hôn cũng không được coi là tốt bị ấm ức thì cũng chỉ có thể chịu đựng chỉ biết rơi nước mắt ngoài việc đau lòng ra thì chẳng có tác dụng gì em sẽ không để bản thân mình chịu ấm ức